Tao chán tụi mày quá, tụi mày làm ăn nữa là giống như làm ăn mà nó không biết tiên liệu trước những tình huống này mấy em. Tính ăn chắc mặt bền, chết chết cả trăm ngàn loại hình kinh doanh chứ đâu phải chết mình súp của mày đâu. Nên mình dùng lại một câu hồi nãy mới nói là cái gì, mây đen bao phủ toàn thế giới, mặt trời vẫn tỏa sáng trên đầu súp BBT. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog của anh Duy Nguyễn. Thì hôm nay là Vlog kinh doanh. Sự nghiệp làm Vlog của anh cũng được năm mấy, 2 năm, 3 năm gì rồi đó em. Nút vàng Facebook thì chưa thấy có, mà thấy banh mẹ hết mấy cái máy rồi. Nó nãy là mấy media vô ngồi sửa máy. Nó sửa cái máy quay phim C300 của anh đó, mua 300 triệu. Rồi con kia 1D Mark 2 cũng thấy hơi rồi. Màn hình nó bị nhè rồi đó mấy em. Rồi còn cái con C100 thấy nó cũng lắc lư luôn rồi. Nó bây giờ nó phải quay thêm con ba mắt giống anh nữa. Nó làm cho anh mà nó mới còn tháng nó mua ba mắt giống anh nè. Nó quay nó bắt cắp tiếng. Nó nghĩ mình ló chán. Chán cái nữa nè. Bữa hổm anh up cái clip lên, cái clip gì anh PR cho thằng đại lý ở ngoài Quảng Ngãi. Cái đó là anh lo cho thế giới thôi chứ Việt Nam có quỷ đâu lo, Việt Nam hết dịch lâu rồi. Việt Nam hết dịch lâu rồi. Xong rồi cái tự nhiên bị cộng đồng mạng bay vô chửi quá trời mấy em. Nó chửi anh Duy Nguyễn mồm quạ, anh Duy Nguyễn mầm thúi, anh Duy Nguyễn nói là hết Covid rồi mới nói anh đăng clip đó, xong bữa tối đăng clip đó xong nó bùng lan phát một qua Đà Nẵng toan hết trơn luôn anh. Nó nói chuyện đó anh nào biết, anh nào có hay mấy em. Lúc anh làm clip Quảng Ngãi thì nó sóng yên biển lặng, mà ngày tới ngày anh đăng lên nó biển động ai biết được. Cái này là ngoài tầm kiểm soát của anh, đâu phải lỗi của anh đâu, tại mấy anh đi du lịch mà đang dịch đang giết ông nội đi du lịch thì gắn chịu chứ giờ anh cũng là nạn nhân thôi. Nó bây giờ anh cũng đang kinh doanh dịch vụ cũng đang bị này bị kia bị tất cả thứ cũng khó thở lắm em. Thì cái tình hình mà dịch Covid giờ nó diễn biến làm sao á thì không ai biết trước được cả. Bây giờ làm ăn như thế nào thì cũng không biết trước được cả. Tất nhiên là tất cả những doanh nghiệp lớn và nhỏ đều bị ảnh hưởng. Vietnam Airlines lỗ 15.000 tỷ trong 2020 mới đọc báo hồi nãy, và hàng loạt công ty phá sản này nọ kia, đúng không? Mây đen bao phủ toàn cầu, mặt trời vẫn tỏa sáng trên đầu Apple. Có nhiều thằng dịch giả thì leo thang chết ngắt gần hết. Thằng Apple bây giờ nó tăng tài sản mà em. Tài sản thằng Apple được 1,80 mấy ngàn tỷ. Ngàn tỷ đô nha. Là doanh nghiệp giàu nhất thế giới luôn rồi. Vượt qua khỏi thằng đại gia dầu lửa, đại gia công ty tập đoàn dầu lửa nhà nước của Ả Rập Xê Út. Thua nó rồi, công ty nào điền vô coi tụi em nắm kiến thức tình hình thế giới như thế nào. Còn tình hình Việt Nam á thì bây giờ dịch nó xuất hiện 7, 8, 9, 10 tỉnh gì rồi, anh cũng chán mặt báo luôn rồi. Bây giờ thì ngày xưa nó thiệt chứ mấy em á, cái đợt dịch đợt một á đọc báo ngày tăng 3-4 ca là ngồi hồi hộp hen. Còn bây giờ ngày nào ngày nấy đề ba toàn 4 mấy ca không còn biết quen luôn, toàn là cứ Đà Nẵng hết ám ảnh luôn. Cái bệnh viện quốc tế anh đây hay đi khám bây giờ nó lóc luôn rồi mấy em. Quốc tế CT á, quốc tế CT Hành Đô đó, cái ông người Mỹ kia ông vô nó không khám kiểu gì, ông đi Aeon nữa. Trời trời, toàn là khu gần nhà anh không rồi mấy em. Bởi tình hình ghim vợ căng quá, mấy em kéo mua súp cứu đỡ qua nha mấy em. Mấy em không mua súp là chết thiệt luôn đó mấy em. Đó, nhắc tới súp, tại sao nhắc tới súp? Tại có chuyện liên quan tới súp. Có chuyện liên quan tới súp. Anh có một cái thằng đại lý ở một vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ hồi xưa. Nó nằm ở đâu á, ngoài Giang Giang gì, ngoài Hà Nội á. Cái tỉnh nào Giang Giang nằm trên đầu Hà Nội đó mấy em, comment cho anh không rành rồi bắt mấy em. Nó ngày trước á, nó vô nó làm đại lý của anh, cũng là câu chuyện rất là mắc cười. Đúng không? Tự nhiên cái ta chưa nhận lời cho anh bay vô cầm tiền cọc chơi vậy đó mấy em. Bởi vì khi anh làm ăn á, khắp đất nước rồi, anh gặp những vùng, những miền khác nhau, cách hành xử của các bạn cũng rất khác nhau. Yes. Nó nói là giờ thôi em làm công ty em chán quá, nó ngồi lương ba cọc ba đồng này nọ kia không khá được, bây giờ thôi em start up ngành gym. Em ta áp ngành gym, em coi vlog của Duy Nguyễn rất là nhiều, em thích, rất là thích cái chí hướng, cách làm giàu của anh cũng như là cái cách nhìn nhận cuộc sống của anh Duy Nguyễn. Cho em theo anh đi, theo làm sao. Bây giờ em ngoài Bắc em vô đây em chơi, em mua vé bay em vô luôn rồi. Em tới công ty BT gặp anh ký hợp đồng. Ở đâu? Thì chỗ Giang Giang gì đó thì anh chưa có đại lý, thì ok hẹn cái.
anh cũng chưa biết nó đằng nào hết đó, tự nhiên cầm tiền này nó kia tới xong rồi xuống cọc này, tại chỗ bắn tiền đùng đùng như ông ngoài bắt nó dùng chữ bắn tài khoản mà em. Nó nói ai này mày cờ bạc hả mày, nó nói bắn mà anh là dân miền Nam thường thường nói bắn thì nghĩa là chuyện bắn cá. Nó bắn cá mày, nó bắn tiền à, thôi kệ bắn gì cũng được nè. Xong rồi cái cơ duyên nó làm đại lý tự dạo đó mà không bóc phốt này nó còn dài, bóc phốt này còn dài mà đâu biết được gián điệp của anh ngoài tỉnh nó nhiều lắm em. Mấy bạn fan mà bắt fan anh nhiều lắm, ai fan người bắt comment bắt là tính từ đâu Thanh Hóa đi ra là từ Thanh Hóa tính bắt luôn rồi đó, từ Thanh Hóa đi ra là kêu là fan người bắt nha. Nó comment vô gián điệp của anh ngoài tỉnh nó nhiều lắm, nó lạng lờ trước shop của ông này, nó nói thằng này làm mà nó cần tiền hay sao á, nó làm nó quảng cáo bia làm lầm lũi lũi gì á, cái anh vô chấn chỉnh nó cái vợ quảng cáo trong bài post nào của anh cũng có cái mặt nó hết. Nó comment một câu rất là quen thuộc, em là đại lý ở Giang cái gì đó anh ABC kêu nghiên cứu cái đó, nó comment kiểu đó hoài luôn, nó là nó đó. Xong rồi á, à nhớ rồi, Bắc Giang nó nổ cái thằng Samsung của em, nó nổ là trời đó, thằng Bắc Ninh mày hên thôi, chẳng qua đâu Samsung đầu tư nhiều thôi, Bắc Giang đầu tư ta cũng chút đỉnh nữa. Mấy em xác nhận giùm anh coi, ở ngoài Bắc Giang thằng Samsung có đầu tư không mà nó gáy, nó lợi dụng khoảng cách địa lý, nó lợi dụng khoảng cách địa lý, nó làm như Nguyễn người miền Nam không có rành gì miền Bắc, nó muốn chém thôi nó chém mà. À, nó nói em thành phố của em vip xuống Hà Nội 90 cây, có đường cao tốc Bắc Giang chạy nhanh hơn đường cao tốc Long Thành Dầu Dây các kiểu, chỗ của em á, shop của em là vị trí đắc địa nhất Đắc Giang, xung quanh là chuỗi khách sạn cao cấp, đối diện là chung cư thành phố, ủa lộn công viên thành phố đó, nó ghê lắm em. Rồi xong hôm qua nó ngồi nó méo mỏ, hôm qua hôm kia vậy đó, con tình động trời Bắc Giang có ca nhiễm đầu tiên, đồng chí đó đi đâu, đi du lịch Đà Nẵng về nữa, không khai báo luôn em, cái cơ quan chức năng người ta xúc cái khách sạn luôn, đúng không, xúc cái khách sạn cách shop nó 30 mét, thằng nhỏ teo luôn, chết mẹ rồi, đang dịch Covid mà bây giờ nó chơi sát nhà mình nữa. Thì về buôn bán sao anh Duy Nguyễn ơi, thôi cho em tháng này em bị thụt trên số chút đỉnh nha. Nó nói từ từ chú bình tĩnh, anh nói chuyện người Bắc biết cũng lay luôn, từ từ chú bình tĩnh. Xong rồi sáng nay nó thông báo một tin động trời, nó bây giờ khách sạn nó cách ly rồi anh ơi, nguyên con đường người ta cấm kinh doanh luôn anh ơi, chết em rồi anh ơi. Tao chán tụi mày quá, tụi mày làm ăn mà là giống như làm ăn mà nó không biết tiên liệu trước những tình huống này mấy em, tính ăn chắc mặt bền. Cái chuyện cách ly là chuyện của xã hội đâu phải của mình tỉnh Bắc Giang của mày đâu, chết chết cả trăm ngàn loại hình kinh doanh chứ đâu phải chết mình súp của mày đâu. Bây giờ mày mất cái gì, mày chả mất cái gì hết, mày sồn cái gì, đúng không? Tụi đó có đúng không nha bạn? Thí dụ như mày bán bún đi, mày nhặt bún về mày chết chưa, đúng không? Bán cháo lòng đi, bán đồ ăn bán thịt đi, mày nhập về mà đóng cửa mà kêu đó mày mới chết, mày mới chết về nguồn hàng. Còn bây giờ thực phẩm bổ sung đáp từ 2 năm tới 3 năm, cho mày đóng nửa năm luôn tao chưa chết. Rõ ràng cái này là mấy em phải công nhận, đó là một cái điểm mà chúng ta có thể ngạo nghễ ngành súp đó. Cái thứ hai nữa, cái thị trường súp nó ngộ lắm em, dân nghèo thì nó không mua được, đúng không? Mày muốn mua được là dân phải có tầm trung và tầm cao, mà tầm cung tầm cao cách ly 10 bữa nửa tháng đâu có nghèo đâu. Vậy thì mày sợ cái gì? Mày nhìn ngoài xã hội nó chết hết trơn rồi kìa. Nên mình dùng lại một câu hồi nãy mới nói là cái gì, mây đen bao phủ toàn thế giới, mặt trời vẫn tỏa sáng trên đầu súp BBT. Nói để cho tụi em vui thôi, nhưng mà cũng phải lo. Lo cái gì? Lo tiền nhà, hợp lý không? Điều với chủ đi, bây giờ dịch giả leo thang gì, bà chủ mà sống với tình người chút đỉnh chứ, đúng không? Mình không có ép bả, nhưng mà nói giờ chị sống với cái tình người định, chị nghĩ là tôi bán không được, không ai bán được cả, tiền nhà giảm 50%, đúng không? Cái này là cái tình nghĩa chúng ta cũng ngồi nói chuyện với nhau. Chứ bây giờ á, dịch như vậy á, mà bà chủ bà không giảm tiền nhà, tôi đóng tiền nhà cho bà ăn cái tiền này bà có ngọt miệng không, đúng không? Hay bà ăn cái tiền này con gái bà trả quả cũng vậy thôi à. Cái đó là nói thẳng, sống trên đời đối với anh là tình lý nó phải đi kèm với nhau à, mấy em hiểu không? Nó giống như tự nhiên dịch mùa này anh tốn quá trời chi phí luôn. Chi phí nào là xịt khử trùng, đúng không? Xong rồi chi phí nước rửa tay, rồi chi phí máy đo nhiệt độ, mấy cái đồ đó biết mua của Trung Quốc hay của nào đó, cứ bấm vài bữa là hết pin. Xong rồi tốn quá trời chi phí, đó là cái chung của doanh nghiệp. Vậy thì chúng ta đối phó như thế nào? Các bạn startup đối phó thế nào trong dịch Covid này? Các bạn lo vấn đề điêu tiền nhà thôi. Còn đương nhiên cái chiến lược để vượt qua Covid này á, thì chúng ta phải có bán offline không được thì bán online, chừng nào shipper giao hàng không được lúc đó mới sợ. Còn huống hồ gì trong cái ngành thực phẩm này nè, lúc mà dịch bệnh về ai người ta cũng chả cần phải sản xuất, đúng không? Bây giờ hàng quán có đóng cửa gần hết trơn rồi, đó bụng ăn gì, ăn lean body chứ ăn gì ba, vậy tao cũng biết vô bao sale nữa,
đúng không? Nhà hàng đóng hết rồi đó, nhà hàng người ta chịu không nổi đâu. Thêm nữa đúng không, bây giờ á cái dịch này nó còn ghê hơn dịch đợt một. Dịch đợt một thì cách ly thẳng, đóng cửa thẳng. Còn bây giờ không đóng cửa, cứ để cách ly bình thường, cứ để gọi là giãn cách xã hội bình thường. Nhưng mà khi mà không đóng cửa như vậy á thì mấy em kinh doanh á, năng suất tụi em giảm chắc, tụi em sẽ chết. Tiền điện không giảm, mặt bằng không giảm, nhân viên không giảm, doanh thu giảm, sống bằng niềm tin à. Còn ngành súp của tụi em là đỡ rồi, ngành súp của em đỡ lắm, đỡ không có ngành khác nhiều, nên thôi bớt lên đi ông nội. Ông kinh doanh không biết ông bán được hàng chưa mà ông lên khủng khí thế luôn á. Thì trong thời gian này, thí dụ như mấy em kinh doanh mà có chậm lên chút á, tập trung lo cái web cho anh. Tại sao một ngày website công ty BBT đăng lên 10 bài mà web tụi bay đăng có một bài? Nó chỉ có bebop thôi mà tụi bay còn làm không được nữa, tụi bay than cái gì? Đúng không? Nó hoài không nghe, toàn là tuổi trẻ không à. Startup ở kiểu tụi em mà chết. Đúng không? Tại sao làm đại lý BBT anh sợ không dám cho mấy ông già làm? Tại vì mấy ông già thường thường cái xu thế họ sẽ chậm. Họ sẽ chậm và họ có một phần nó lạc hậu. Đúng không? Họ không làm được, họ không có sức trẻ, họ không có sôi nổi để họ làm online được. Anh tin tưởng tụi em giao phó tụi em cấm thành cấm trì này nọ kia ở Bắc Giang xa xôi hẻo lánh là đi thương hiệu BBT Bắc Giang đó. Mà bây giờ cái màn online mà làm chưa xong, offline làm cạch cả đuổi mà được cái shop mà đẹp thôi. Không biết ngoài Bắc tự nhiên đường nó vỉa hè đẹp lắm em, không ngủ shop cũng đẹp lắm đó. Mà gián điệp của anh ngày đi qua đi lại chỗ đó chừng 3-4 lần, nó làm gì biết hết à. Xong rồi tự nhiên cái gián điệp anh nó nói nữa: ủa anh có chửi gì nó không, sao bữa nay thấy bán hàng ngoan vậy anh? Bữa hổm thấy nó bán chán lắm, nó chả buồn bán mà nó chả thèm tư vấn. Bữa nay tự nhiên qua gặp nó nhiệt tình lắm anh. Anh có like gì đó không? Không biết có like gì không nữa. Anh có gì anh lôi like, anh like tập thể không à? Nói chung mà cái kênh live stream của anh giống như là kênh anh tập quấn như thế. Giống như là một cái thông điệp giữa BBT và các fan, giữa BBT và hệ thống đại lý. Muốn cái gì, thắc mắc cái gì, hỏi trên đó, trả lời được thì trả lời. Còn chuyện nào riêng tư, massage, má sủng thì nhắn tin Facebook xanh. Đó là cách làm việc của anh nha. Tụi em có kinh doanh trong giai đoạn này, có yếu bóng gió thì cũng phải chịu thôi, đúng không? Trong mùa dịch này không nói trước được cái gì cả, đúng không? Vaccine chưa có thì đừng có mong là hết dịch, đúng không? Dịch nó chỉ là giai đoạn này và giai đoạn kia thôi. Đó, cái đó là cái mà chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận. Còn tụi em kinh doanh nhỏ nhỏ nó còn chưa bị động vốn đó nha. Hả? Mấy anh kia kinh doanh lớn bị động vốn này nọ kia, nó chết ngắt như băng rồi hả? Biết bao nhiêu công ty nó chết ngắt như băng rồi. Đó, phá sản chịu không nổi mấy. Mùa này là kể như là rồi xong game rồi đó. Nhưng mà tụi em vẫn còn nhập súp đều đều, vẫn bán súp đều đều, thì đó là cái may mắn của em so với những ngành khác. Mà mình là tuổi trẻ nữa, mình than là mình diễn thôi, đừng than thiệt nha. Dù lên mạng than cho khách hàng nó thương nó mua đồ thôi, chứ còn than thiệt có cái đầu than, đúng không? Cho dù dịch cách ly nửa tháng, hợp súp của em để một chỗ nó vẫn ngạo nghễ thôi, ai đụng chạm gì nó đáp vẫn còn, không sợ. Huống hồ gì lúc này là lúc người ta cần sức khỏe, đúng không? Lúc này là lúc người ta cần sức khỏe. Mà tại sao BBT về home gym tụi em đăng cái bài lên bán, đúng không? Mấy cái máy chạy bộ bây giờ ở nhà không đi tập gym mà tập chạy bộ, ông nội ơi, có 20 triệu, 30 triệu cái máy thôi, đúng không? Mấy em bán máy chạy bộ thêm vô, mẹ bán cũng bị đập kiên nữa. Hôm nay chưa thấy đại lý đâu đăng máy chạy bộ lên bán hết nhá nha. Kỳ cục làm ăn á, nó phải lanh cái đầu lên, đúng không? Gym á súp công không có đủ, nó còn cái này cái kia nữa, thiết bị tập gym phụ kiện này nọ kia các kiểu, hiểu chưa? Đó, và sau này tụi em phải có định hướng nữa. Mình làm súp chừng 1-2 năm thôi, mình gom vốn, mình nhờ anh Duy Nguyễn tư vấn cho cái phòng nhỏ nhỏ, lúc đó là súp game kết hợp. Wow, đúng không? Đó là súp game kết hợp thành gì, tên là BBTSG, BBTSG đó, SG đó, BBT Sài Gòn đó. Biết ý nghĩa của BBT chưa? Biết chưa? Biết thâm điệp ý nghĩa BBTSG chưa? Rồi chưa biết thì cứ nghe đi. BBT còn có một tên mở rộng khác là BBTSG, được hiểu là BBT Sài Gòn, thủ phủ chính tọa lạc tại thành phố giàu nhất và phát triển nhất Việt Nam. Một ý nghĩa thứ hai rất tinh tế của BBTSG đó là bao quát toàn bộ lĩnh vực hoạt động của công ty. SG chính là Supplement and Gym, hay lĩnh vực xương sống trong ngành gym, đó là kinh doanh thực phẩm bổ sung, máy tập thể hình và vận hành chuỗi gym center. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân
phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.